Bonjour, ça va? Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và như tiêu đề thì hôm nay chúng ta cùng nhau ở đây nói chuyện về hai sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo. Đây là Umo EDT và bên này là Umo Signature. Hai phiên bản mà cũng có khá nhiều bạn hỏi mình, đặc biệt là em này, thấy nhiều anh em khen lắm. Hôm nay mình sẽ đưa ra cảm nhận của mình về hai em đó và cùng nhau xem nó có sự khác nhau như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta ngó qua thiết kế về phần ngoại hình một xíu. Như các bạn thể thấy, cái thiết kế này nó không phải là cái thiết kế chai đạn thẳng mà nó có bị hình vòng như này. Hơi giống cái thiết kế của cái hầm ấy, kiểu như vậy. Cái từ toán học đó là gì mình quên mất rồi. Và cái phần nắp chai thì trông khá là hay ho, to. Cái nắp chai này tôi nói thật là tôi ấn thì nó cảm giác hơi khó, tại vì một phần là to, tay tôi bé. Nhưng mà cái phần cầm ấy, cái phần cảm giác cầm thì nó chả chắc, nhưng mà cái này nó hơi to. Là lúc ấn tôi bị tì vào đây, thỉnh thoảng ấn nó, một là bị mạnh quá, hai là bị kiểu yếu quá. Còn đây là phiên bản EDT thì các bạn thấy là nó có một cái thiết kế trông kiểu chai trong, các bạn dễ nhìn thì vui. Còn em này thì mình nghĩ là đây soi đèn lên thì cũng thấy vui. Và đặc biệt thì nhà này nó có hai cái chốt như thế này để các bạn có thể cắm vào nếu như các bạn dùng sợ bị rơi hay là bị vấn đề gì đấy. Tóm lại là mình thấy cái chốt này nó không ăn thua lắm, nó giống cái chốt của Spy Bomb rồi chốt của Uchamil. Và nói thật là về cái phần vòi xịt thì phun xương khá tốt, to, rộng, tóm lại là xịt cũng tốn đấy. Đó là về phần thiết kế của hai em nó. Bây giờ chúng ta đến phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương. Mình sẽ vừa chia sẻ cảm nhận của mình về hai cái mùi hương này, những cái hình ảnh có liên quan. Và bên cạnh đó thì mình sẽ so sánh hai cái phiên bản này với nhau, cái phong cách ra sao, tất tần tật thì như mọi video khác thôi. Thứ nhất thì chúng ta nói về cái phiên bản EDT này. Thì mình cũng vừa mới xịt cách đây khoảng tầm 15 phút hai cái mùi hương này trên tay để cảm nhận rõ hơn nữa. Chắc chắn một lần nữa để chốt với các bạn rằng những cái mùi hương này nó khác nhau như thế nào. Thì bên tay này của mình đó là cái phiên bản EDT đây. Còn bên tay trái của mình nó là phiên bản Signature. Và đầu tiên thì khi mà mình xịt ra, về cơ bản hai cái vai mùi này nó có phần giống nhau. Nó là một cái vai mùi tối và nó có cảm giác một cái mùi cay ấm. Hai con đều có một cái bay mùi ngọt. Nhưng mà ở cái phần top note ấy, thì khi mà mình xịt con EDT này ở bên tay phải này, thì cái điều mà mình cảm nhận thấy đó là một cái cảm giác có phần, thứ nhất là hai mùi đều tối này, là cảm nhận luôn đó là hai mùi mùa đông. Và cái thứ hai đó là ở con này nó ra một cái nét cay. Nhưng mà cái nét cay ở con này ấy, nó khá đặc biệt là nó có cảm giác nó lại sẽ là một cái mùi kiểu fresh spicy. Còn ở em này thì nó là warm spicy, có nghĩa là đây là cay ấm, còn ở đây là kiểu cay, kiểu mát, dễ chịu. Thì với mình ấy, thì mình thấy rằng là ở cái con này, ở cái khoảng đầu này thì mình thích con này hơn, con này nhẹ nhàng hơn. Và nó hợp với cái độ tuổi và nhớ những cái mùi mà mình cảm giác là nó phù hợp với mình ấy. Còn em này thì mình thấy là nó có một cái bay ngọt và nó, mình có cảm giác hình dung ngay lần đầu xịt đầu tiên đó là em này nó sẽ khá là ngọt. Và cái top note ấy, ở riêng ở phiên bản EDT đó là mình cảm nhận là nó xuất hiện ở khá nhiều chai, như kiểu là Nuit de Gnome, như kiểu là Halloween, những thứ. Và mình thấy rằng là ở cái con này thì cái top note nó có phần hơi quốc dân. Em này thì nó có một cái bay ngọt hơn, nó che được cái cảm giác quốc dân của em này ban đầu đi. Và sau đó thì khoảng tầm 10 đến 15 phút thì các bạn sẽ nhận thấy ở cái phiên bản EDT này nó bắt đầu có một cái sự biến chuyển. Các bạn nhận thấy một cái mùi hơi khói đắng của cà phê xuất hiện, nó che đi cái nét kiểu xanh, kiểu bùi bùi ban đầu của em này. Đó, ngoài em này thì trở thành một cái mùi cay cùng với mùi khói cà phê. Ở cái khoảng này mình khá là bất ngờ. Còn đối với cái phiên bản Signature của Umo này thì mình không nhận thấy quá nhiều sự biến chuyển. Mà thực ra thì cũng không phải là nó không biến chuyển, mà là nó có biến chuyển nhưng mà kiểu mình đã đoán trước ngay từ đầu là nó sẽ biến chuyển xuống một cái vai mùi ngọt. Lúc này thì mình ngửi có cảm giác là nó làm mình liên tưởng tới mùi mà của những cái kẹo cao su quế. Tại vì ở em này có quế không chứ, bạn nào có xem cái buổi live trên TikTok của mình, mình nói rằng là những cái vai mùi quế thì thường bị ngửi ra cái vai kiểu kẹo cao su quế mùa sai cây. Ở khoảng thời gian tiếp theo là khoảng tầm 2 tiếng ở trên da thì các bạn nhận thấy là ở em này nó xuất hiện cái nét tiêu ở đây, nó có cảm giác như kiểu là mùi những cái vỏ cùng với những cái hạt tiêu mà các bạn nào mà hay ăn cái mua cái những cái tiêu kiểu ở Phú Quốc, trước mình đi mình du lịch ấy, thì mình hay có cái loại tiêu xay bằng tay này,
thì cái cảm giác ở em này nó như vậy, nó có cảm giác hơi kiểu sần sùi một tí, hơi kiểu thô và thật ấy, cảm giác kiểu nó là những cái vỏ tiêu bị lát ra. Còn ở phía này thì nó mềm hơn, và ở cái nốt ở đây này nó làm mình liên tưởng tới có một cái nét ngọt, nhưng mà cái nét ngọt này nó không phải là cái nét ngọt bánh, tại vì nhiều anh em thì biết rằng em này nó giống cái mùi bánh tiramisu, nhưng mà với đây thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái loại kẹo dẻo ngọt mà chúng ta lấy lửa chúng ta kiểu hơ hơ nó chảy ra, nó chảy nó hơi khét kết hợp cùng cái mùi khói cà phê, thì ở em này nó bắt đầu có cái sự biến chuyển như vậy. Và mình đánh giá là ở trong khoảng tầm dù 2 tiếng thôi thì mình thấy cái sự biến chuyển của phiên bản ET này khá là rõ. Còn với cái phiên bản này thì sau cái nét quế ban đầu mà mình kể với các bạn thì mình bắt đầu thấy một cái vai mùi ngọt khá đậm xuất hiện, cái vai mùi ngọt tối có phần hơi cay nhẹ, thì mình đúng là có phần liên tưởng tới bánh tiramisu, nhưng không phải là cái loại bánh mà mình đang trực tiếp ăn, mà là ai đó đang có thể là ở đầu gió, người ta đang vừa mới mở cái hộp bánh tiramisu ra, họ xúc cái bánh lên thì chẳng may có một cái cơn gió nó ập vào mũi mình, và hoặc là cái cảm giác mà người ta đổ những cái khuôn bánh ra, những cái nguyên liệu vào cái khuôn để họ làm bánh ấy, và cái mùi thơm đặc trưng của cái mùi kiểu bánh tiramisu, những cái nguyên liệu của nó, chứ nó không phải là một cái vai mùi ngọt như chúng ta ăn nhé. Chúng ta cảm nhận bằng vị giác nó rõ rệt hơn, bằng khứu giác rất là nhiều. Và với mình thì đây không phải là một mùi bánh tiramisu rõ rệt, nó chỉ mang lại cái cảm giác như thế thôi. Và sau đó thì cả hai em nhẹ dần ở trên da và không có sự biến chuyển nữa. Về phần đánh giá về mùi hương thì nói thật là mình đánh giá cao cái phiên bản EDT này hơn là cái phiên bản Signature này. Bản Signature này thì có lẽ rằng là nó sẽ hợp cho những anh chị em nào kiểu hảo ngọt. Nhưng tất nhiên các bạn nên lưu ý một xíu về cái nét quế ở đây. Tại vì với nhiều người thì người ta không để ý những cái giai đoạn đầu, nhưng mà với mình thì mình khá để ý ở cái top nốt, tại vì mình là người chia sẻ đến các bạn thì mình phải chú ý từng giai đoạn. Và cái thứ hai đó là mình khá nhạy với cái nét của quế, nên là mình thấy là nó lên rất rõ, và cái đấy là cái mà mình muốn nói với các bạn. Còn ở phiên bản này thì nó thật là mình thấy nó là nó sự biến chuyển hay ho hơn, nhiều tầng lớp hơn, mặc dù cái này nó vẫn ở trong một cái vai kiểu quốc dân thôi, nhưng mà để mà nói rằng là dễ đoán, dễ kiểu hiền và dễ chơi hơn thì Umo Signature làm được. Còn em này thì nam tính hơn tí. Tiếp tới và mình nói về cái độ bám tỏa của hai cái mùi hương này thì đầu tiên là phiên bản ET nó lưu khá tốt ở trên da mình tầm 7 đến 8 giờ, rất tốt ngày nào mình xịt, và đến khoảng tầm 5 tiếng sau khi xịt mình vẫn có thể nhận thấy mùi của nó rất là rõ rệt, và độ tỏa hương của nó thì tầm hơn nửa cánh tay một xíu thôi. Còn đối với cái phiên bản Signature này thì độ tỏa hương của nó tốt hơn cái phiên bản ET này một xíu, nhưng mà có trên da mình, nghĩa là cảm nhận của mình lưu ở trên da thì cái phiên bản Signature này nó lại không lưu tốt, mặc dù nó lại là một cái vai mùi ngọt hơn. Thì đấy là một cái mà mình cảm nhận vậy. Lúc đầu mình khi mà mình chưa xịt hai mùi hương này thì mình nghĩ là cái phiên bản này nó sẽ lưu tốt hơn, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy là lần nào Umo EDT cũng lưu tốt hơn. Thì có thể đây là cái đặc thù về da của mình, nhưng mình cũng muốn các bạn chia sẻ cảm nhận nếu như các bạn đã thử hai cái mùi hương này, đặc biệt là cái độ lưu hương của hai cái phiên bản này. Tại vì tôi đang thấy là tôi đang đi khá ngược lại với khá nhiều YouTuber review những cái mùi hương này rồi, nhưng mà đây là cái cảm nhận của tôi và tôi vẫn muốn chia sẻ nó trên góc nhìn của tôi để cho các bạn có nhiều cái nhìn khách quan hơn. Vậy thì với hai cái mùi hương như thế này thì chúng ta có những cái phong cách như thế nào? Đầu tiên đó là với Umo EDT thì nói thật là mình nghĩ em này nó sẽ phù hợp vào cái môi trường văn phòng những cái ngày đầu thu hoặc là đầu đông, thu và đầu đông nhá, nhầm mình lại nói là đầu thu và đầu đông, nó mãi lanh quanh tầm nhiệt độ tầm 30-28 độ, quay đầu xuống tầm 20 độ là phiên bản này xử lý hợp lý. Và cái phiên bản này thì nó không mang một cái vibe quá là ngọt như là phiên bản Signature, nên là các bạn có thể đi làm văn phòng, nhưng mà ở trong môi trường văn phòng mà đều là những cái người trẻ, đó mãi là các bạn làm ở những cái phòng như kiểu sale, như kiểu marketing, toàn những người trẻ, những người hiện đại, thì bạn xài phiên bản này hợp lý. Nó có một cái sự chỉn chu, một cái sự nam tính. Mùi hương này nó thật là mình đánh giá là nó nam tính hơn phiên bản Signature kia. Và mình nghĩ độ tuổi tầm từ 23 cho đến 25, các bạn ăn mặc quần âu, sơ mi, các bạn không cần nhất thiết là phải theo cái kiểu classic, mà quần âu sơ mi nó thoải mái, rộng cũng được, thì các bạn xịt cái mùi hương này nó rất là ok, một phong thái
thứ nhất là trẻ trung, thứ hai năng động nhưng mà vẫn có một cái sự chỉn chu mà cái môi trường văn phòng các bạn yêu cầu, thì em này hợp lý. Em này thì nó thật là đi chơi thì mình nói thật là mình không đánh giá cao lắm. Con này sẽ là một cái mùi đa dụng để các bạn đi hẹn, đi kiểu đi làm này, các bạn đi chơi, kiểu nó có thể đáp ứng được nhiều nhưng mà nó không phải gọi là tốt nhất ở trong từng cái hoàn cảnh nào cả. Đấy, nó như kiểu YDP xài được nhiều dịp nhưng mà để mà nói rằng là chuyên dụng một dịp nào đấy thì con này lại không phải là cái vibe như thế. Thế nào nếu như bạn thích cái nhà Salvatore và cái thích cái dòng Umo này thì đây là một cái con kiểu đa dụng và an toàn để các bạn có thể xài được vào những ngày trời thu và đầu đông. Còn đối với cái phiên bản Signature này thì thứ nhất là nó mang cái mùi ngọt bánh, cái thứ hai là độ tỏa của nó khá là tốt. Thì mình khuyến khích cái phiên bản này các bạn để dùng để đi hẹn hò, đi chơi vào những buổi tối. Các bạn cần những cái mùi hương ngọt, nịnh mũi. Và cái thứ hai đó là nó sẽ gây được ấn tượng bởi cái độ tỏa hương của nó, khiến cho mọi người xung quanh biết được rằng là bạn đang xịt nước hoa. Còn nếu như bảo mình rằng là em này có đa dụng không thì mình cảm nhận là không. Và cái mùi hương này nó sẽ có phần trẻ trung hơn so với phiên bản này. Đấy, em này thì các bạn có thể là quần âu sơ mi, nhưng mà các bạn quần âu và quần jean với sơ mi ok, các bạn đi một cái đôi giày kiểu cũng có thể là theo cái kiểu loafer nhưng mà kiểu hàn xẻng này, mặc một chút quần jean với một chiếc áo sơ mi kiểu kẻ sọc này, hoặc là các bạn có thể mặc những chiếc áo phông khoác một cái ở ngoài một chiếc áo bomber với các thứ đó, lại là một cái phong thái nó không quá là kiểu cá tính và đơn giản là trẻ trung và ngọt để gây ấn tượng, thì đây là mùi hương dành cho các bạn. Và em này thì khuyến khích là chỉ nên xịt vào những ngày đông thôi. Thu thì mình nghĩ là cuối thu thì có thể hợp lý, còn bảo là xài vào đầu thu thì hơi ngốt một tí. Độ tỏa hương nó thì tốt nên là các bạn lưu ý về cái không gian nơi các bạn đến khi các bạn mặc cái mùi hương này. Và theo đánh giá của mình thì hai cái phiên bản này có đáng mua hay không? Thì với cá nhân mình nhá, tôi thì tôi thích cái phiên bản này. Cái phiên bản này để mà đánh giá là tất nhiên là nó không được hào hoa như Lanvin, tại vì nó có phần trẻ hơn Lanvin The Nôm của YSL. Còn nếu mà bảo là so với Halloween Man X thì nó cũng xem tầm như vậy, cũng cà phê. Nhưng mà Halloween Man X thì cảm giác là nó có vai ngọt sáng hơn. Đó, còn với cái phiên bản này thì tôi sẽ là người lựa chọn cái phiên bản này để tôi mua. Nếu như một trong hai em này thì tôi sẽ lựa chọn phiên bản này để mua xịt văn phòng. Cái vibe kiểu này thì nó cũng không phải là cái gì đấy quá độc đáo trong vài năm gần đây nữa rồi. Rất là nhiều, đặc biệt là những cái nhà designer họ làm kiểu xu hướng như này nhiều. Nó không phải là một trong những lựa chọn tốt, nhưng mà nó là một trong những lựa chọn để các bạn có thể cân nhắc để mua. Đấy, cùng tầm giá thì nó là một lựa chọn gọi là xứng đáng đứng vào list những cái top 1, top 2 để các bạn lựa chọn. Với cái phiên bản này thì nó cũng là một cái mùi để các bạn có thể đi hẹn hò khá là ok. Một cái vibe không quá là an toàn nhưng mà cũng không phải gọi là quá là wow. Nó làm tốt cái công việc là mùi ngọt, nịnh mũi và tỏa tốt, gây chú ý. Và thêm một cái điều nữa đó là nếu như bạn là fan của Salvatore Ferragamo thì chắc chắn rồi, bạn nên sở hữu một trong hai em này, lựa chọn con hợp phong cách của các bạn thôi. Và nếu như các bạn đã xịt hai mùi hương này rồi thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận để cho nhiều người cùng biết tới hơn. Cũng có nhiều ông hỏi tôi rằng là ô em thấy anh Sáng review có vài mùi ngon mà sao anh lại review ngược lại, có vài chai lạ thế. Thực ra đấy là quan điểm mình thấy rằng là nếu như mà có nhiều luồng ý kiến trái chiều thì đó là cái mà rất là tốt. Còn sợ nhất là cái nào cũng tốt, ai cũng khen tốt, mặc dù đấy là những người uy tín cũng đều khen tốt cả thì cũng hơi lăn tăn đấy. Phải đặt ra câu hỏi ngược tại sao lại như thế. Và nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên việc like, share, ấn chút chung theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.